trong quân rồi, lần này thì quá đáng. Mới dùng phi giang tin, mới dùng phi giang tin. Bây giờ đại diện của hai bên đã có mặt chúng ta. Khoan hả? Người bạn của anh nhờ tôi hỏi thăm anh. Thi đua này tôi thấy chắc đó. Các mày còn có năng khiếu đặc biệt nữa không? Xin chuẩn bị. Chết rồi, không nhìn thấy bài nữa. Nó làm gì vậy? Không lẽ nó có cái gì? Tôi muốn rút lui. Ê, ê, làm vậy? Tự nhiên rút lui. Rồi, muốn rút lui. Kỳ cục vậy? Không có được. Ê, sao kỳ quá vậy? Đứng lại đi. Rồi, muốn rút lui à? Kỳ vậy hả? Kỳ quá. Muốn rút lui? Muốn chơi tao hả? Xin quý vị im lặng. Xin im lặng. Vậy là nó định rút lui hả? Ta nói cho mày biết. Nếu như mà nó thua, ta giết hai chú cháu tụi mày đó. Ông chủ à, thằng Tinh nó còn nhỏ. Ông muốn giết nó, ông giết tôi đi. Về kỹ thuật thì mình thua chắc rồi. Được, chơi liều một phen. Xin lỗi quý vị, tôi muốn chơi lại. Hay lắm. Vậy mới đúng. Đúng là phong độ của người Đài Loan. Xin mời hai bên. Quang, kêu bài. $500,000. Anh Tinh, tôi phiên anh. Theo 500,000. Tố thêm 100 triệu. Ồ, 100 triệu lượng à? Ê, dạ, chơi cái gì kỳ vậy? Thì là kỳ đó. Mới có gián đầu thôi, đừng có nóng như vậy. Nó làm gì vậy? Mới gián đầu chơi xả láng rồi. Tôi cũng biết nó làm gì, nó khờ quá đi. Anh Tinh, kêu bài đi. Tôi chơi xả láng. Đừng có giỡn nha. Ây da, làm gì kỳ vậy chứ? Ông Quang, xin ông giữ bình tĩnh. Ông có quyền không theo, nhưng ông không có dùng thái độ như vậy sẽ ảnh hưởng tới đối thủ của ông. Tôi thấy ông Quang hơi nóng nảy rồi đó. Tôi không theo. Cái thằng nhỏ này không biết nó định làm gì vậy. Coi cái gì chứ, xả láng.
Xa lắm. Tôi không thế. Cái thằng này chơi cái gì vậy? Dáng nào cũng chơi xa lắm hết. Biết cái gì? Nó biết kỹ thuật mà. Nó ép Hồng Quang để coi e hơn. Vậy hả? Ông Quang, kêu đi. 2 triệu. Anh Tinh, tới phiên anh. Xả đây, xả đây, xả đây, xả đây. Là yêu cầu khán giả đó. Wow. Từ thôi, còn nhiều thời gian. Chỉ còn 15 phút nữa thôi. Nếu mà như vậy nữa, chắc chắn là thua cho nó rồi. Không lẽ Hồng Quang tao là bị thua cái thằng mù này? Có nghe nói quỷ mù đánh chết thầy già chưa? Chiêu này của mày là thấp nhất rồi. Chiêu này là cao nhất đó cho biết. Vậy thì không có nói kỹ thuật, coi ai hơn ai sụt. Chia bài. Nếu mà ông kéo không được thùng là ông chết chắc thôi. Nếu mà tao kéo được thùng thì 3 lát của mày dẹp bỏ đi. 3 lát hả? Bộ 4 lát không được sao? Vậy tao sẵn thùng cũng được vậy mà. Chia bài. Kéo được 4 lát hay không? Nếu mà được thì hơn thùng của tao rồi. Sao hả? Mày dám lật bài đã không? Nó làm gì vậy? Rờ bài. Là cái mức tối cao đó. Suy nghĩ kỹ chưa? Cái gì không cho người ta suy nghĩ là sao? Nè, mình tính. Ra ngoài đi. Giờ này mà còn chơi bài đi. Nữa. Giỡn bài đi. Sao còn làm gì nữa? Giỡn bài đi. Cái gì nữa? Ai tức cũng vừa dùng thôi. Giữ bài đi.
bài được lá hát đó. Lá hát, 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 lá hát. Kính thưa quý vị, bố con hát. Wow, có kỳ quá vậy. Mày cầm ba lát mà đòi thắng cái thùng của tao hả? Còn lâu. Hả? Hết bít. Ủa? Tôi thắng rồi. Ê, chú ơi, con mắt chạy qua bên kia rồi kìa. Ê, tôi thắng rồi. Chú ba. Lá bài giúp của tôi là giờ cơm hả? Tại sao bây giờ? Cái gì? Ông có lá thôi. Người ta ba lá, đương nhiên thắng ông rồi. Chửi gián lận. Đúng vậy, làm gì được tôi đây? Có bằng chứng không hả? Đổi lá bài của tao hả? Anh gái đâu? Bắt ông lại. Đi, 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 đi. Mở lên. Tôi kháng nghị. Trước mặt của tôi mà dám chơi vậy hả? Coi tôi không ra gì sao? Lội ra ngoài. Quý vị, bây giờ tôi xin tuyên bố, cuộc thi đua vua cờ bạc kỳ này, người được giải lớn là người đại diện của Đài Loan, anh Tả Tụng Tinh. Cái thằng nhỏ này hay thiệt đó nhỉ. Cảm ơn quý vị đưa màu đến đây tôi mới thắng được cái bàn này đó. Mất dịch. Anh Thận à, ngày hôm qua nói đúng lắm. Tôi phải dùng năng khiếu đặc biệt của tôi để giúp người cần tôi giúp. Chúc mừng anh nha. Cảm ơn em cho phép anh đi bên em. Nhưng mà anh biết đó chỉ là công việc của em thôi. Còn giữa chúng ta thì có khoảng cách xa lắm. Đúng.生活嘅，十八岁嗰年啊，攞到个硕士学位，咁后嚟家父就突然间成门生意交晒俾我，咁就无谓再攞个博士学位啦。我有个愿望噶，我愿望就叔，哎，啱啦啱啦，我介绍你哋识下，呢、這个我仔阿星，先见过啦，星啊，呢、這个我新识嘅女朋友 Filoni。唔系呢只啊？哦，我知我知 ，Filoni， 你好。我唔阻你啦，好啊，啊，不如今晚。